Đâu hả? Hai tay chắc nè. Bắt tay nha. Nắm tay kéo kéo lại gần cho nó mới. Rồi à, như vậy đúng không? Đúng, làm vậy làm. Nghề nghiệp hiện tại của em là nhân viên kế toán ạ. Xinh quá. Mình đã có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? 26 dạ. Tuổi chưa có mối tình nào? Dạ vâng ạ. Bạn vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 2 năm ạ. 2 năm cũng không có ai luôn? Dạ vâng ạ. Rồi mấy chàng trai xung quanh bộ mù hết hay sao vậy trời? Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai hay sao? Cũng có nhiều người để ý nhưng mà em hơi khó tính một chút nên em chưa có lựa chọn được bạn trai cho mình. Khó quá, 26 tuổi rồi, khó gì nữa. Bây giờ em không khó nữa. Vậy là chưa được hôn cái nào luôn? Dạ chưa. Chưa thiệt luôn? Dạ chưa ạ. Mình đây ngồi cười trúng chim. Sao vậy Minh? Cười vụ gì Minh? Dạ tại vì em thấy là vụ hung thì cũng thích đó nha chị ơi. Chị cũng hy vọng là em có được cái nụ hôn đầu đời dành cho bạn nữ nha. Cố gắng lên nha. Minh mấy mối tình rồi? Dạ anh ơi, em có một vài mối tình rồi. Vài mối tình rồi? Mối cái tình sâu sắc vài nhất, dài nhất là bao lâu? Dạ cái đó thì cũng là rất là lâu rồi anh ạ. Lâu là bao lâu? Như em nhớ là 2 đến 3 năm. Tại cái mùa đông đó thì em còn nhớ, nhưng mà cái năm nào thì em quên rồi. Cái mùa đông đó là cái bạn đó bạn sang Canada, cái bạn cho em ghe. Cái từ đó em rất là lạnh và cô đơn tới bây giờ. Tàu thủy thủ ha. Đi hết nước này nước khác ha, hay sao? Dạ em không có đi nhiều nước đâu anh. Nhưng mà em cũng đi vòng vòng ở ngoài biển vậy thôi. Ừ. Vì lấy vợ rồi cứ bỏ vợ ở nhà mà lên tàu chơi hoài vậy đó hả? Dạ thì anh ơi, em mắc cái bệnh là hơi thích làm việc. Cho nên là nhiều khi có ngày nghỉ á, thì em cũng khoái ở trên tàu không chứ không. Trời đất ơi, rồi giờ nếu mà đã hẹn bạn gái thì mình hẹn hò cái giờ nào? Thì hò trên tàu á. Dạ, đi thì nếu như mà em rảnh nguyên ngày thì đi nguyên ngày. Còn nếu mà rảnh ban đêm, buổi tối thì đi buổi tối hoặc ban đêm thì càng tốt. Chơi đâu? Trên tàu hả? Dạ. Không, ở thành phố anh. Chứ tàu có gì chơi anh. Bạn gái thì sao? Rồi mình giới thiệu những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình chút xíu cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, chăm chỉ với chăm sóc gia đình ạ, với nấu ăn ạ. Nhược điểm của em thì chắc là tại vì cái mối quan hệ của em từ khi vào đến giờ thì nó cũng không có nhiều á. Thứ hai là em cũng hơi trầm tính một chút, với lại em cũng hơi khó tính một xíu. Nhưng mà nãy giờ em nghe ảnh nói về cái chuyện là giờ giấc rồi đi chơi hẹn hò vậy đó, một tuần là khoảng 1 đến 2 lần, thì em có anh em cảm thấy như thế nào? Em đồng ý không hay là em thấy ít quá? Em nghĩ là như vậy cũng được rồi, nhưng mà đừng vào các ngày thứ trong tuần ạ. Vậy là phải cuối tuần. Dạ. Đi làm thì buổi tối mình cũng rảnh mà. Rảnh nhưng mà nhiều khi anh không có rảnh thì sao mà đi khuya quá em cũng không thích ạ. Hỏi cho em dạ. Đi được tới mấy giờ? 10 giờ ạ. Ủa em đang ở với ba mẹ hả? Dạ không, em ở với em gái ạ. Ở em gái ai bắt mình 10 giờ về? Nhưng mà em không thích về trễ như vậy. Mình tự quy định là 10 giờ về. Dạ, đôi khi mình về mình còn chuẩn bị cho ngày mai mình đi làm nữa. Dạ. Rất kỹ tính. À, kỹ mình tính muốn vậy mới giờ mới ngồi đây nè. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì cao từ 1m7 trở lên. Mập một chút cũng được ạ. Về tính tình thì điềm đạm, hiền lành, biết yêu thương gia đình, với lại là người có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Mình có đặt ra cái mẫu người bạn trai như thế nào không? Nếu mà mẫu người bạn trai lý tưởng thì thôi em nghĩ như bố em cũng được. Em thấy bố em là một người hiền lành, yêu thương vợ con hết mực cả. Em nghĩ như vậy là được rồi ạ. Bố em có làm thủy thủ không? Dạ không. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích ở người bạn trai đó là gia trưởng. Thứ hai là ích kỷ. Bạn trai, bạn có gia trưởng không? Theo em thấy em không có gia trưởng. Còn về cái ích kỷ thì thôi em không có ích kỷ rồi. Tại vì nếu mà em ích kỷ nữa thì thôi em sống dai chị. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Với em á, em muốn tìm một người cũng biết vuông vén và quan tâm chăm sóc đến gia đình. Quan trọng nhất là phải hiền. Bởi vì em hiền rồi. Nếu như mà người ta giữ á, người ta đè đầu em sợ. Trời ơi, cái gì mà đè trên đầu? Ai mà đè dữ vậy? Ai mà dám? Cô ai mà dám đè? Cô hiền lắm rồi đó. Nghe giọng bây giờ rất là hiền. Nhưng mà anh chỉ lo một điều, vấn đề là cái chỗ là em đi suốt trên tàu vậy, cái thời gian dành cho gia đình, con cái như thế nào đó. Em có vạch ra một cái kế hoạch nào đó khi mà vợ em có con có cái rồi mình sẽ chăm sóc gia đình thế nào không? Giống như vậy á, nhưng mà nếu mà vì gia đình mình á thì đến một mức nào đó thì mình nên stop, mình nên ngừng lại. Chứ nếu mà còn vẫn đi thủy thủ là càng thành công lại phải càng đi xa. Dạ. Nhưng mình hiện nay ở với ai? Dạ em hiện nay đang ở với ba má.
À, ba má với ai nữa không? Dạ với em gái ạ. Vậy thì để vợ nhà ở chung với ba má cũng đỡ ha. Chứ mà giờ vợ mà ở mình cũng buồn lắm á. Chắc vậy á. Chắc vậy. Em có đề ra một cái ngoại hình hay một cái thế nào người về, thế nào về phụ nữ của mình không? Em thích cái đẹp mà, nên ngoại hình cứ đẹp là được rồi. Thì nếu mà mẫu thì như Ngọc Trinh á anh. Là đẹp lắm á anh. Ông à, em không nói về tính tình, em chỉ nói ngoại hình thôi à. Không, mà, em... Dạ. Coi như trắng trắng như Ngọc Trinh vậy dạ, ha. Cứ như mặt bầu bầu trắng trắng như Ngọc Trinh. Dạ. Dạ. Có Ngọc qua kìa. À chị. Ngọc Trinh mới chịu hả? Không. Sao gặp cái mẫu chỉ là mơ vậy thôi chứ. À mơ, chỉ là mơ thôi hả? À, mình có cái tật xấu gì không? Dạ là em ngáy. Mấy người ngủ chung trên tàu nói vậy hả? Giống. Dạ ai ngủ chung, người ai ngủ chung cũng nói á chị. Em có ghen không? Không, mình không có ghen chị. Không ghen. Không ghen thì vợ đẹp cũng không ghen luôn, mình đi suốt trên tàu dưới đây vợ ở nhà làm gì mình không ghen luôn. Không, tại vì em không sao nhưng mà em hiểu. Thí dụ như mà có cái gì đó nó một chút gì đó lừa dối thì giống như mình cũng cảm nhận được. Rồi, cặp này là theo cơ bản là em thấy xứng đôi đó mà không biết. Xứng đôi không? Xứng đôi, xứng đôi. Tôi lo cái vụ đi xa thôi. Thì đơn đó. Giản vậy. Mình thì chững chạc rồi, tướng cũng cao ráo, đẹp trai. Vấn đề là lo cái chuyện đi xa hoài thôi. Nghe trên tàu không có nữ là mình cũng yên tâm phần nào rồi đó. Xinh quá. Anh vẫn lo cái chuyện đau đớn là chuyện đi xa đó. Em cũng lo ạ. Em có tính thế nào khi mà em có con rồi, rồi chồng em cứ đi xa miết vậy, rồi mình cách nào đâu? Thì nếu mà gia đình quan tâm mình nữa thì đấy là một cái hạnh phúc rồi anh. Đúng rồi. Dạ. Ở đây anh có ba mẹ nè, rồi có em nữa là có thể chăm sóc được. Vậy là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đúng không? Bên đàn gái cũng được, đàn trai cũng được. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Em đi với lại anh rể em, với lại cô em, với lại các bạn em ạ. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả các khán giả hôm chiều quay. Hôm nay mình đến đây tham gia chương trình để mà động viên cháu Huyền. Mà cô thấy bạn bên kia có giống ba của Huyền không? Tại vì nó là muốn tìm người là cái chuẩn giống như ba đó. Thấy là ngoại hình thì ổn, đẹp trai, cao to. Ba của Huyền thì là người rất là nhỏ, nhưng mà về bên gia đình thì ba rất là quan tâm gia đình và chờ thương con. Dạ. Rồi, hôm nay mình đi với ai Minh? Hôm nay em đi với em gái em. Em gái. Với lại một người bạn thân của em nữa. Rồi, chúng ta cho gặp em gái. Rồi, em gái đâu ạ? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và chú Huyền Linh. Dạ, em theo em thấy thì chị rất là dễ thương, hiền, rất là hợp với gia đình của mình. Hợp là hợp chỗ nào? À, tại vì em thấy chị rất là hiền. À, vậy dễ thương. Anh trai đi hoài có thể chăm sóc chị dâu được không? Dạ được. Được. Không ăn hiếp chị nghe. Dạ không. Nói vài câu với em làm quen, nhiều khi mai mốt là hai chị em ở nhà chơi chung nhau nhiều hơn chơi với chồng á. Dạ, chào em, hôm nay thì được gặp em ở đây thì chị rất là vui. Rất mong sau chương trình này thì chị em mình có thể giao lưu và nói chuyện ở ngoài nhiều hơn nữa. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên để cho hai bạn gặp mặt đi ha. Quan trọng là hai bạn thôi. Nào, kéo màn. Rồi, chúng ta trò chuyện đi. Chào em. Thì hôm nay anh đến đây anh thấy, đầu tiên anh thấy em xinh lắm. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tâm hồn của anh rất là sáng sáng. Dạ. Và công việc của anh là nó như thế. Thực sự ra những cái người trong ngành nghề của anh cũng đều mong muốn một cái người phụ nữ á, người ta quan tâm chăm sóc gia đình nè, nhưng mà người ta phải chấp nhận một cái giai đoạn đầu của gia đình nó hơi bị sống xa một tí xíu. Anh có thể cố gắng thu xếp trong thời gian rảnh rỗi một tuần về hai lần được. Dạ. Thì thường thường thì anh đi nhiều không ạ? Nếu một tháng à? Thường ấy, anh đi không nhiều đâu em. Dạ, nhưng mà cái công việc của anh thì nó ở xa, nó không ở cho thầy Sài Gòn. Nếu về kế hoạch thì đi chơi thì em yên tâm là anh cũng không có bế tắc đâu. À, có thể là đi chơi là cũng phong phú và đa dạng á em. Dạ, em cảm ơn. Cho nên là mình hẹn hò thì mình đi chơi thì anh nói luôn là anh sẽ rất làm em vui. Dạ. Em thấy sao tà lâm vậy? Không gì rung quá anh chị, trời ơi cái gì người đẹp như vậy. Đi chơi mà phong phú đa dạng là ví dụ là đi đâu, ví dụ làm gì cụ thể thôi. Ví dụ mình đi nói chuyện này, rồi đi dạo này, rồi đi cà phê này, đi ăn uống này, rồi đi xem phim này, đi
rất nhiều. Đi xa vậy rồi quản lý kinh tế là ai lo, tiền bạc ai giữ? Em có hay giữ tiền không ạ? À? Nếu mà anh cho em giữ thì em giữ ạ. À. Đầu tiên là mình phải tự giác trước. À, chứ sau đó mà nếu mà thấy phát hiện ra là cũng bắt buộc luôn. Cái đấy là mệt á. Thôi, hết thời gian. Đó, bây giờ mọi người cảm nhận đây là chuyện hết sức là hệ trọng đến cuộc đời của mình. Tôi báo trước là bấm nút là chúng ta phải hôn nhau đó nha. Nụ hôn đầu đời đó nha, suy nghĩ kỹ nha. Nhưng mà nút ở đâu ạ? Tự tìm đi, tìm vợ, tự tìm nút đi. Nút tàu mà còn tìm được mà. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau và hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ không có. Dạ hôn thì thôi. Thiệt chứ sao không thiệt không rồi. Không tụi em không có hôn đâu. Nhân thì bây giờ anh sẽ hôn ha. Anh sẽ hôn ha. Không hả? Mai tài cho chắc ha. Không. Bắt tay nha. Không không, nắm tay kéo kéo lại gần nó như mới hơi dễ. Rồi vậy đúng không? Em muốn làm gì em làm. Thôi anh không được nữa. Thôi đâu mà phải. Đây, đây là những chiếc vé xem phim tặng bạn. Các bạn hôn nhau để kỷ niệm ngày gặp mặt thôi. Chúng tôi cũng không được một cái gì trong đây hết ha. Chúng tôi muốn các bạn kết nối chặt hơn thôi. Đây là chiếc thẻ DCB đến từ Nhật Bản, thẻ thanh toán quốc tế. Các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Ở đây, hạnh phúc sẽ nhân đôi. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân thì sẽ được một cái suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Rồi, chúc hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi. Không thích cái gì nữa nói đi. Không các bạn, không đầu hói. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai thưa quý vị. Hả Màn. Mời bạn Nam. Mời bạn Nữ. Mời em ngồi. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha. Bạn Nữ giới thiệu trước đi nè. Dạ, em xin chào chị Tường, em chào anh Linh, em chào quý vị khán giả. Em chào bạn Nam, em tên là Võ Quế Hương, em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên pháp lý. Nhưng mà hiện tại thì em đang trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Và quê em ở Gia Lai. Rồi, mời bạn trai. Em chào anh Kỳ Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Và chào bạn nữ bên cạnh nha. Em tên là Như Thanh Tùng, hôm nay em 25 tuổi. Quê em ở Đắk Lắk ạ. Em đang làm kỹ sư MB tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm về điện á đúng không em? Dạ em làm về phần đường ống với cả là 3D. À đường ống thì các khu công nghiệp này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn? Điểm mạnh của em là một người có sống có trách nhiệm. Em rất là dễ ăn. Và ăn cũng nhiều luôn. Ví dụ như là em rất thích ăn chân gà. Có thể mua nguyên vị chân gà em luộc rồi một mình em ăn hết cũng được. Trong bữa cơm thì nếu như mọi người ăn xong hết thì em thường là đứa ăn cuối cùng để ăn hết những gì còn lại. À vậy đó hả? Cái điểm lớn nhất của em là em làm cái gì cũng lâu hết, trừ đi với nói ra. Thôi do tính em hơi tiểu tiết, em hay để ý tới mấy cái thứ chi ly ấy, thì nó làm gì cũng lâu. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là em hiền, có thể sống tự lập được. Em biết nấu ăn mà. Em không hút thuốc, không nghiện bất cứ thứ gì. Em cũng ăn nhiều. Em đi siêu thị em mua gà về là em chiên một mình em ăn hết luôn. Sai vị gì đâu. Hai người nghiện gà luôn hả? Em cũng thích ăn chân gà nữa. Về dành nhau dữ lắm luôn hả? Hợp ghê luôn. Nếu mà ngồi ăn thì em sẽ cũng ăn từ đầu bữa đến cuối bữa luôn. Không sót tí gì trên bàn. Trời ơi. Đừng có dành ăn với nhau nha. Bây giờ hai bạn giả tỷ về cái nồi chân gà ngon quá. Ai nhường ai? Bây giờ thí dụ giờ có 10 cái cặp chân gà. Dạ. Bạn trai ăn mấy cặp, bạn gái ăn mấy cặp?
À, em sẽ ăn 4 cặp, còn lại để xem bạn nữa ăn được, nếu không ăn được thì em sẽ ăn hết. Em yên tâm đi, bữa nay em quất sạch 6 cặp. Thấy Cưng, trải qua mấy mối tình em? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Từ hồi xưa đi học tới giờ luôn? Dạ, chưa. Hồi xưa em nói em làm trong pháp lý đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi trong cơ quan cũng không có ai để ý hả? À, dạ, cho cái đặc thù nghề nghiệp của em á chị, là chuyên về luật thì nó hơi khô khan, với cả cái công việc của em là mình đảm bảo cái quy trình của các bộ phận cho đúng, thì giống như là mình sẽ là người giám sát các bộ phận khác, thì rất là để khó có một cái mối quan hệ nó ngoài luồng. Có nghĩa là tới giờ này mình chưa có nụ hôn đầu luôn. Dạ đúng rồi. Từ hồi tôi tham gia, tôi làm MC chương trình mà muốn hẹn hò, tôi mới phát hiện ra rất là nhiều bạn nam bạn nữ tuổi cũng tương đối mà sao chưa có nụ hôn đầu. Bên kia sao im ra? Dạ em thì có một mối tình chính thức khoảng 2 năm. Ban đầu thì em có đưa bạn nữ về nhà, xong rồi bố mẹ thấy không hợp, nên là bố mẹ nói, nên là bạn nữ thấy buồn, nên bạn nữ quen người mới. Hả? Rồi sao kỳ vậy? Thì lúc mà em phát hiện ra thì là bạn nữ đây đã quen bạn đó là 1 năm rồi. Ủa là bạn đó giấu em, em quen người khác 1 năm mà em không phát hiện luôn hả? Dạ, mỗi lần bạn đi chơi thì em bạn chỉ nói là đi với bạn thôi, nên là em cũng kiểu tin tưởng á. Trời ơi, đúng là con trai khổ thiệt, 12 bến nước. Thôi thôi thôi. Thôi, bây giờ mình bỏ qua những cái điều đó đi ha. Bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người cầu tiến và có trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Và đặc biệt là không nghe trưởng và biết tiếp thu ý kiến của người khác, chứ không kiểu là áp đặt cái quan điểm của mình cho người khác quá nhiều. Em hỏi thử bạn trai bên kia có tính gia trưởng không? Dạ, cho em hỏi là anh có gia trưởng không anh? À, không đâu bạn. Bạn trai bên đây hiền lắm em. Một người rất là tình cảm luôn đó. Vậy mẫu người lý tưởng của em là sao em trai? Dạ, em muốn một bạn nữ hiền, cao 1m52 trở lên, biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi, anh nghĩ rằng chắc không khó đâu. Anh Quang coi đàn gái coi có giống những gì quan điểm của em đưa ra không? Dạ, chàng gái dễ thương. Nãy giờ chàng trai đưa ra thì mình nhắm mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ chắc cũng tầm 80-90. 80-90? Đàn ông hơi nhút nhát chút, em có lo lắng gì không? Thật ra thì cái đó em không quan trọng, em quan trọng là tính cách con người thôi, sống chân thành là tốt rồi. Khoảng bao lâu thì em đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Hiện tại thì em, cuộc sống của em cũng nhiều điều nó cũng chưa ổn định, thì em hy vọng là có thể tìm một người đi cùng mình. Đến khi nào mà hai bên thật sự sẵn sàng về tài chính lẫn tinh thần thì sẽ tiến tới hôn nhân. Được. Kiểu như mình cũng phải có định hướng, ví dụ như là 1 năm, 2 năm, 3 năm thì dạ. Em muốn bao lâu? Dạ thì em tầm khoảng 2 năm. Cũng hơi đẹp trai. Cao to ha. Ừ. Được. Tóc ai thiết kế cho em kiểu này vậy? Thôi mình gắn vé luôn thử coi nó đẹp trai hơn không? Đó. Mạnh mẽ lên xíu sao thấy nhẹ nhàng quá vậy? Lấy nhau mình sợ ở đâu? Hiện tại thì em đang định hướng là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Để bụng lâu quá, ví dụ là hai người cãi nhau ấy. Em sẽ luôn luôn là người chủ động làm lành, nhưng mà em không muốn là nếu bạn nữ giận lâu quá hay cầu nhau. Thì có điều gì cái hai bạn phải chia sẻ với nhau. Dạ. Chị thấy là hai bạn cũng được, cũng trùng khớp là quê đều ở Gia Lai, Đắk Lắk đúng không? Dạ đúng. Mình có khi nào mình nghĩ mình về quê lập nghiệp không? Tại vì cái nghề nghiệp của em thì ở đây sẽ tốt hơn. Rồi, bạn nữ thì muốn cố gắng thêm khoảng 2 năm nữa ổn định sự nghiệp rồi mới đám cưới. Em thấy thời gian nó phù hợp không? Nếu mà đã xác định đến với nhau rồi thì 2 năm không thể phải vấn đề quá lớn với em. Rồi, chị thấy vậy là cặp này được đó. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em gái. Cháu xin chào chú Quyền Linh và chào cô Cát Tường ạ. Theo như em thấy thì chị gái đây rất là xinh xắn, cười rất là dễ thương ạ. Chị hiền, chị rất là giản dị, rất là lý tưởng trong gia đình đấy ạ. Còn chị yên tâm về phần anh trai của em. Anh trai em rất là hiền lành, là một người rất là vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là anh ấy thích, rất thích là nấu ăn ạ. Đặc biệt là món chân gà xào xả tắc đấy ạ. Trời ơi. Được chưa em? Chân gà xào xả tắc. Nói tôi còn thèm nữa nè. Có người làm chân gà ăn rồi. Mấy mốt làm ké cho tôi với anh Quyền Linh một thao luôn nha. Rồi bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn ở trong nhà. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng khán giả trường quay. Và xin chào anh. Em cùng nhà cùng với chị Hương. Thì gọi ngắn gọn là em trai mưa nuôi. Ở cùng nhà thôi mà anh yên tâm, không có làm gì đâu. Mỗi người mỗi phòng thôi mà. Ngay từ lúc bước vào hay là cách anh nói chuyện thì em thấy anh là một người hiền lành, điềm đạm. Nói chung là khá giống em đó chị. Em thấy hợp đó. Còn đối với chị thì cũng như chị nói mới nãy, ưu điểm, khuyết điểm của mình hết rồi thì
đi nhanh, nói nhanh, rồi ăn thì chậm, nói chung là ăn chậm nhất trẻ. Cho nên lời khuyên cho anh là mỗi buổi tối thì anh nên nén lại với chị một tí, rồi để rửa chén. Trời ơi, để rửa chén mà. Thôi, cảm ơn anh trai. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. À, lần đầu gặp thì anh thấy em là khá là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Hiện tại em đang tìm việc mới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em đang ở quận 7 và đang tìm việc mới. Thì em thấy anh thế nào ạ? Dạ thì qua nhận xét của mọi người rồi nãy giờ giao tiếp với anh thì em thấy anh là một người hiền lành và nhìn chân thật. Dạ, và quan trọng là anh cao hơn em. Ở đây thì cũng lần đầu gặp mặt nhưng mà anh cũng thấy là có cái có một chút gì đấy với em á, nên là gặp nhau ở đây là cũng một cái duyên. Nếu như em đến được với anh ấy thì anh sẽ cố gắng để chăm sóc cho em cả suốt đời. Bạn gái có những yêu cầu gì về gia đình hay không? Dạ, về phía em thì em khẳng định luôn em không phải là người hoàn hảo, em có rất nhiều khuyết điểm. Nếu như mà lại xác định tiến tới hôn nhân trong cuộc sống gia đình thì em sẽ cố gắng hết sức để mà vun vén cho gia đình của mình. Anh có một bài hát tặng em. Rồi, mời em. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Dễ thương quá. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, nắm tay nhau nào. Cô gái rất là dễ thương mà chàng trai cũng dễ thương nữa. Hai bạn rất là hợp lý luôn đó. Tôi thấy hình như là hai bạn đã gặp nhau ở kiếp nào rồi đó. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dễ thương quá. Càng nhìn cặp này nó càng dễ thương. Xin rồi. Hả? Đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Các bạn có thể vào cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để xem phim và tìm hiểu nhiều hơn nhé. Đây. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Double TX gửi tặng hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Jack N sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Khi mà các bạn mua nền Đồng Phú thì sẽ giảm được 25% trên các chi nhánh toàn quốc. Và quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc bây giờ mình giới thiệu về mình đi các bạn. Em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện công tác và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì Hoàng? Dạ em làm công tác tại Ủy ban nhân phường 1 quận 6. Ủy ban nhân phường? Dạ. Em làm gì Hoàng? Dạ ở ngành quản lý đô thị. À, quản lý đô thị, cái ngành đang nóng nhất hiện nay đúng không? Dạ. Rồi, chào đón em đến với chương trình, xin mời bạn gái. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem đài, chị Cát Tường, anh Quyền Linh cũng như anh bạn cùng chơi. Dạ, em tên là Lưu Tiết Ngân, năm nay 24 tuổi, em làm ở công ty mẹ và bé và nhân viên vận hành, em có kinh doanh thêm một quán kem bơ. Dạ, em ở Sài Thành. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. À, dạ mới mở. Yên tâm đi, em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Đừng lo, bên đang kem bơ là ngon luôn. À, dạ.
điểm mạnh của em là em thích hát. Em thích hát là gì nữa em? Em thích hát rồi em thường hay giúp đỡ mọi người, vẽ hòa đồng. Dạ có nhiều. Dạ. Như là hay quên. Em cực kỳ hay quên luôn. Rồi giống như là em gửi xe, thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe riêng. Rồi em để xe trước công ty. Bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Thế cũng như thói quen bình thường, chạy ra nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Thế em để quên cái xe để ở đây. Mà em đứng em nhìn trời xong nói trời ơi trời mưa gió vậy. Mình hả để xe bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng bang qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi. Kiếm một hồi xong. Thế nha, mệt quá. Bắt đầu hả, hỏi cái anh giữ xe. Bắt đầu mấy người đi kiếm mà không có. Bắt đầu ngồi khóc xong. Nhớ ra, mình để xe ở công ty. Sao nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mời bạn Nam, ưu khuyết điểm em là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Ừ, giống bên kia. Dạ còn về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu dứt điểm cho đến đó, sạch đến đó. Dạ. Quản lý đô thị mà đi đến đâu là dọn đến đó, miễn sao sạch đường phố được rồi đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng rồi, mình dọn dẹp để trật tự đường phố cho tốt. Dạ. Cho nó đẹp thôi ha. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Xương to không, cũng không mập gì lắm đâu, nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được hả? Dạ cái này là cũng xương to chị. Xương to. Dạ. Đừng có nói mập ở đây. Dạ. Xương to. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Dạ có hay xem phim một mình anh? Một mình có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên, yên tâm lo cho bạn bên kia được. Dạ. À. Dạ đúng rồi, tại vì có bạn em hỏi, ôi giờ em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đây. Bạn em nói là giờ có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Nhớ đi chị, tại vì anh có tình không nhớ là gì đâu hả? Dạ không phải, là tại vì em hay quên đó cho nên nhớ. Tình đâu cũng quên luôn hay. Tại vì hay quên lắm, với lại cái đường tình duyên nó chắc chở lắm. Hồi trước em có coi bộ phim Tình Cờ của, là cái cô gái đó. Dạ. Yeah. Tóm lại là em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ không nhớ anh. Không nhớ là vậy là nhiều đúng không? Dạ không có, giống như là quen thì lúc đầu thôi. Giờ hỏi gì cho nó gọn đi, không nhớ mối tình hỏi gì cho nó gọn đi nè. Để qua coi cô nào mà quên dữ vậy. Trời dễ thương mà. Dạ. Em không nhớ bao nhiêu mối tình đúng không? Dạ không. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có. Có, vậy là có mối tình. Có nhớ nụ hôn đúng không? Vậy là có yêu rồi. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà. Ha? Dạ. Để anh hỏi chàng trai bên đây coi có yêu không mà có nhớ mối tình nào không nha. Bên kia có hôn rồi. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có, thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ dạ. Mấy mối tình? Dạ hai. Hai. Dạ. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng 3 tháng. Mấy tháng thôi hả? Dạ. Có hùng chưa? Chưa luôn. Bên đây. Chưa có hùng. Thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt luôn á hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay rồi, có rồi. Nắm tay rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng feel quá anh. Feel hả? Dạ. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ, thấy ghê không? Thấy ghê, nắm tay trai thấy ghê là được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên kia không nhớ mối tình nào mà có hùng. Bên đây là nhớ hai mối tình nhưng chưa có hùng. Dạ, giống như là người ta không lén không má mình vậy đó. Không lén là cũng không thiệt hả? Dạ. Rồi có bị không lén thôi. Ngồi hỏi sâu rồi mắc cỡ tao không dám nói đâu. Vậy là được rồi. Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn và tinh tế. Biết quan tâm chăm sóc em. Trưởng thành là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Cái trưởng thành nó chung chung lắm nha. Thế nào là trưởng thành? Giống như tính em hơi con nít á. À. Anh thấy lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Phải vui nhưng mà giống như có chừng có lúc vậy. Yên tâm. Dạ đúng rồi. Những người mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc. Ha? Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Dạ, mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Trấn Quang. Âu Dương Trấn à, em thích nói không? Đúng không?
Dạ. Không, nhìn người đó nhìn phúc hậu vậy đó chị. Âu thương Âu Dương Trấn Hoa là mới bị chấn thương bữa hổm rồi. Đừng có. Nhìn bên đây hả? Đầy đặn vậy đó. Bên đây là giống như Hồng Kim Bảo. Dạ. Dạ, chiều cao khoảng 1m65. Mắt thì đôi mắt phải là to tròn, lông mi dài cong vút. Thật là long lanh. Dạ. Được thì nói chung cũng tùy, khoảng 1-2 năm ổn định. Em ghét à? Dụ như chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Chạy chậm quá em rất là nóng, mà biết sao nó nóng lắm. Nóng cái gì? Đúng rồi, chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái nha. Chạy đừng có cà giật nữa. Yên tâm, bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Xe nó chạy đều lắm, không có giật nổi. Dạ, theo một cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Chuẩn luôn. Dạ. Và mặt chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ. Rồi có tóc dài. Tóc dài có dài luôn. Trời dạ. Ơi, đủ hết bên đây coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp. Đẹp luôn. Dạ, có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ. Không thích những cái điều ở người bạn gái là khi mà mình làm sai một cái gì đó thì nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi chứ cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Môi chuyện cũ, bơi móc dạ. Chuyện cũ ra nói. Không có môi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không môi được đâu. Dạ. Yên tâm. Ủa mà chị hỏi nhẹ câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Nó mới cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. Chị sẽ có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Dạ. Ok, bây giờ được chuyện nào cưới nè? Dạ, cũng phải 1-2 năm rồi. 1-2 năm? Dạ. Rồi mình hiện tại giờ gia đình mình chỗ ở là công việc là ổn định hết chưa em? Dạ, ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Dạ, em ở đâu? Dạ. Ấy vợ ở đâu? Dạ, muốn ở riêng cũng có ở riêng, còn muốn ở chung với bà. Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn dạ, đúng không? Dạ, rồi, vậy tốt rồi. Được. Bên này là chuẩn luôn á. Bên kia thì không biết có chuẩn như bên này không thôi. Hợp lý rồi đó. Hợp lý. Anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Đúng như những gì em đưa ra. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi, khảo sát thêm coi sao nha. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. Có mẹ nữa hả? Rồi gặp mẹ của cha Hoàng thế nào? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Đức Hoàng. Dạ. Theo hồi nãy vừa vừa mới thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương. Dạ. Chuyện cũng hiền. Dạ. Mẹ cũng thích. À mẹ cũng thích rồi đó. Mẹ thích cô gái bên này. Dạ. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Rung quá. Ai đi xem mắt rằng dâu tương lai rung quá hả? Cô bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có. Có hả cô, gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. À có hút thuốc. Thôi đúng mà. Rồi. Em không nghe được mùi thuốc chưa? Con trai có hút thuốc mà, con trai có hút thuốc mà, con trai nói hả kêu bỏ đi, kêu phải con hay con có bù là con bỏ. Nói vậy. Đó. Dạ. Nha, con trai có nói vậy đó. Nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc không? Dạ. Hay là quên nữa. Nói vậy hả? Mẹ kêu bỏ thì hả con trai kêu phải con hay con có bù là con bỏ. Dạ. Trai có nói vậy đó. Hứa với mẹ vậy á. Hứa vậy ha. Vậy cô muốn nó có bò để nó bỏ cô, ha? Cô cũng muốn con khuyên bạn trai, ví dụ mà sau hai con quái thì con để cho con khuyên nó bỏ. Dạ. Nó hứa với cô mà. Hứa với cô đi là sẽ khuyên dạ. Được bạn trai con bỏ thuốc đi. Dạ, dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô. Tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc thì con chết mất. Con chết. Tạm gì mà chết mất dữ vậy? Chết từ em từ. Em thở không nổi luôn á chị. Hả? Nghe mùi thuốc anh thở. Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không? Em quên. Quên. Em lại quên. Em cực kỳ quên luôn. Dạ còn gì nữa không cô? Vậy thôi à, chỉ mong mới nhiều thôi. À chỉ vậy thôi. Dạ cảm ơn cô. Vậy là hôm nay cũng hy vọng là bạn gái này sẽ giúp cho con trai cô bỏ thuốc nha. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ luôn? Dạ. Rồi cho chị gặp mẹ em. Chào cô. Dạ. Mẹ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Được rồi đó, được rồi. Được rồi em. Anh khán giả, tôi là mẹ của Tuyết Ngân. Cháu thì nó hồi nào giờ nó ở với tôi thì quen rồi, nó đi làm, nó không có làm gì hết sợ. Thì bây giờ thì tùy theo hai đứa, nó tìm hiểu nhau. Con tôi thì tôi, gái cưng tôi cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi, nói với em nói đây. Thì giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu, tùy theo hai đứa. Mà con dạ. Thấy con rể tương lai mình á, thấy được không? Cháu này cũng được, dễ thương.
rất là vui vẻ. Cảm ơn cô. Nói vài câu cô, vài câu đi. Cưới gì với cô đi cô. Xin phép cô cho hai đứa con quen nhau gì đó. Dạ, thưa cô thì con cũng xin phép cô là nếu như hai đứa con và bạn quen nhau được thì con hứa là sẽ chăm sóc bạn và quan tâm bạn. Cô cũng cảm ơn con. Cảm ơn. Dạ. Dạ, vậy thôi. Vậy thôi cô ha. Xin chào. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Chuẩn bị. Mở cửa rào. Yêu nhớt hay sao? Đó. Rồi. Tặng cái con gì vậy trời? Dạ, con cừu quá chị. Con gì? Con cừu. Em cừu có quà tặng anh. Cảm ơn. Tặng hình giống nó ghê. Còn tròn này đó ha. Rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện đi. Các bạn tìm hiểu nhau đi. Bắt đầu. Em ở nhà ở đâu? Dạ, nhà em ở quận Tân Phú. Phú. Dạ. Thì đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát. Kéo em anh thì về, kéo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có mộ chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bên đà bên đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua. Đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi xiêu, kỳ dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Hay quá, rất là ngọt ngào, rất vàng ha. Rồi mời em gái, em cũng hát hay hát đấy. Dạ đúng rồi, dạ, anh hát xong rồi em hát một bài nữa anh lại. À. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời, con kiến nó leo cây. Nam mô nhi bố phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô nhi bố phà, ruộng xa anh gieo chính. Giang bìm bìm nó kêu nước lên, ra duyên anh cưới em, ra duyên anh cưới em. Hay quá nè, cặp này hợp rồi nha. Được, được, cặp đôi này phối hợp với nhau được đó. Cặp này kẹt lắm, về sắm cái thùng karaoke. Rồi, chúng ta bắt đầu trao đổi đi. Các bạn hát hay lắm á. Theo em thì về quan niệm tình yêu của em. Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Chứ đừng để phải giống như là bài đừng như thói quen vậy đó. Cô đơn về trong căn phòng vắng. Thì về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy. Cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Thì anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Thì ở quận 6 thì qua Tân Phú cũng không có xa gì mấy. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn đó. Dạ, đúng rồi đó, em hay quên lắm anh. Vô cái gì hút thuốc đem hãy hứa. À đúng rồi, anh phải không được hút thuốc nữa nha. Dạ, tại vì em nghe cái mùi thuốc em thở không được, em chết liền luôn á. Thì sau này sau cái buổi gặp mặt này thì sẽ giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào lần đầu tiên gặp mặt? Bởi vì chúng tôi đã tìm rất là lâu để các bạn có duyên gặp với nhau đấy. Dạ. Cảm nhận thế nào về đối phương của mình? Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương. Tại tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng khùng chút, anh có chịu? Anh thì tính hơi trẻ con á. Anh thì anh rất thích trẻ con, thì nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Yeah. Anh nhây lầy rồi, có khi hai đứa giỡn nhau mà không biết là có phải là thật sự là người yêu không nữa. Đứa khùng, đứa lầy về nhà vui lắm á. Dạ. Yeah. Mà em cảm nhận anh là rất là giống ông Dương Chấn Hoa. Trời đó. Anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Dạ, đúng không?
mình nói đi, nói là cảm xúc của mình bây giờ đi, cảm nhận của mình đi. Thực sự là bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui, có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. À, cũng rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Mình sẽ hẹn hò cô gái như thế nào? Dạ, tổ chức gặp mặt như thế nào cho nó lãng mạn? Nói với cô gái đi. Rồi hỏi ảnh luôn, anh chạy xe nhanh hay chậm? Ờ đúng rồi. Với lại quê anh ở đâu? Quê anh ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Tổ chức hẹn hò ở đâu? Ở quê anh có trái cây, có rừng trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi. Có tỏi hả? Chỉ có tỏi Lý Sơn. Còn về cái kế hoạch mà... Ta đòi ăn trái cây mà không chuyển qua tỏi luôn vậy. Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần 2 hoặc 3 lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt cho thành phố này. Và có thể nói là anh là Google của thành phố này. Dạ. Cái đường là anh cũng biết hết. Ủa ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm. Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Bởi vì khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi. Còn nếu chở em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Dạ. Anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát chứ em chạy chậm nó nóng lắm. Không có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Có gì lo, có gì thì để anh mua cây quạt anh gắn vô. Đúng rồi. Ơ đi xe mà sợ vô nóng không à. Còn gì nữa không? Hỏi là cô có chịu làm dâu không? Em có muốn làm dâu không hay là muốn làm riêng? Đó. Dạ, nếu mà làm dâu thì cũng bình thường. Tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Với lại nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng. Thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi. Thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Thì anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ, má em thì rất là thích bắt rễ, má em cứ kêu về. Ở ba má anh thì kêu mày đi là tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xuống dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho bao nhiêu. Cho bao nhiêu, má có nói cho bao nhiêu không? Dạ, cũng có một cái số tiền nhất định. Giống như là coi như là bán em đi luôn là xong rồi đó phải không? Dạ, kêu ai chứa mày thì tao cho. Ngày lấy đi thời gian rồi về kiếm tiếp em. Rồi, thôi bây giờ hai bạn nè, nãy giờ chia sẻ đủ rồi đó. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một câu gì đó nó tình cảm, cái cuối cùng là mình quyết định mình bấm nút hay không nè. Chân thành nha, nghĩ sao nói vậy nha. Anh thì đến đây mà thật sự là có, mình có cái duyên nhau trên này, anh cũng muốn là chúng ta thì cố gắng tạo ra một cái phần để cho chúng ta có thể sau này. Còn cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi, nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì, nhưng mà về cái con, nếu mà thật sự nó là một con bò thì anh cũng... Ủa, tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em, là anh bây giờ anh mới nói là sợ là sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật và chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta. Giống như con bò. À. Dạ em. À. Dạ em. À. Con này đâu phải con bò, con này con tầm. Con tầm bậy á. Hình như thấy nó có hai cái sừng đúng không chị? Chả nó giống cái con gì. Rồi em muốn nói gì với ảnh không nè? À. Em muốn nói với anh là... Giờ em chúc em nhớ là... Thôi. Em hay quên lắm, em có rất nhiều lời muốn nói mà em quên á. Em mới cảm nhận từ đáy lòng của mình nói ra thôi, nói gì rất là thật. Dạ, anh có nguyện cùng ở bên em lúc lúc đọc sang giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này trong phim á, Âu Dương Chánh Hoa nói với cô kia. Anh bằng lòng. Thôi được rồi, đủ rồi. Nhớ lúc ra là giống làm lễ của nhà thờ vậy. Rồi để tao bấm tiếp bạn. Đây đây nè. Anh nghĩ rằng bao nhiêu thời gian đó cũng đủ hiểu là các bạn cũng đã có một cái cảm tình với nhau, có cái duyên với nhau. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chúng ta đang đối diện với người thân, có ba mẹ, có ông bà, có bà con làng, có một khán giả hàng triệu người đang xem chúng ta đấy. Một lời nói là một lời hứa, một lời hứa là ghi vào trong cả cuộc đời các bạn đó. Không bao giờ quên những phút này nha. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi.
bắt đầu từ bây giờ, từ cái bấm nút đó, chúng ta đã có duyên và cùng có phận với nhau rồi. Nắm tay nhau đi. Hứa với mẹ, vợ và mẹ ruột của mình, chúng ta sẽ làm gì để cho cuộc tình này sẽ đến ngày đơm hoa kết trái, để ta có thể có ổi chung một nồi cơm, ha, chung sống trong một mái nhà. Dạ, con hứa với cô và mẹ là sau này là con sẽ cố gắng bỏ thuốc, bỏ những tật xấu của mình để và chăm sóc cho em cho đến cuối cuộc đời. Bây giờ thì một nụ hôn chính thức chứ không phải hôn lén nha. Và hôn và em phải nhớ nụ hôn này chứ đừng có quên nha không. Dạ được cô, cho con xin. Đó. Má cho rồi, cho rồi, má cho rồi đó. Má gật đầu rồi. Nhớ nụ hôn này nha không? Không quên nha. Lẹ giống hửi quá. Đây là nụ hôn đầu tiên, chứng minh ngày đầu tiên chúng ta hợp pháp, có hai bên gia đình. Không lâu lâu chút xíu làm dạ, lại. Dạ con không lại. Không lại. Bắt đầu. Chưa nha chưa. Để Nguyên ta chụp hình nữa. Để làm kỷ niệm ngày cưới. Để đó, để Nguyên. Hít thâu sức. Rồi, dễ thương lắm các bạn, rất là dễ thương ha. Đây là vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 chiến thắng. Các bạn vào đó để có không gian lãng mạn hơn, để yêu nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Để tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Còn đây là một chiếc TV, UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói. Nó sẽ thuộc về các bạn, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau, nó sẽ nằm trong cái căn phòng hạnh phúc của các bạn. Và đây là con tầm. Gửi tặng lại bạn. Yeah. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đi tìm hiểu nhau, yêu nhau, hẹn hò nhau và cưới nhau nhé. Dạ, em cảm ơn hai anh chị. Rồi, méo tay vô anh đi, anh đưa em đi nè. Anh chỉ to xương chứ anh không có mập nha. Dễ thương quá. Một chàng trai rất là nhẹ nhàng ha, có vẻ rất là vững chãi từ bờ vai cho tới tính cách. Và tôi tin rằng cặp đôi này cũng không có lâu đâu các bạn. Với kinh nghiệm cũng gần 7 năm qua, chúng tôi làm mai làm mối, biết bao nhiêu cặp họ đã lấy nhau, đã cưới nhau, đã sinh con đẻ cái. Tôi tin rằng đây là một trong những cặp có thể cưới nhau sớm đấy. Hai bác đồng ý không ạ? Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Rồi, cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Đừng có phải chiều cho tôi. Sao lại vậy?